Tại trường tiểu học Bình Thủy 2, quận Bình Thủy, trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh quận vừa tổ chức phục vụ sách lưu động cho các em học sinh của trường. Có 500 đầu sách các loại như truyện tranh, thế giới động thực vật, lịch sử, văn học, kỹ năng sống, quá trình xây dựng và phát triển 20 năm quận Bình Thủy, gần 500 học sinh của trường tham gia đọc sách. Năm nay, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận Bình Thủy sẽ tổ chức nhiều đợt phục vụ sách lưu động tại các trường tiểu học và các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn quận Bình Thủy.